Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Định luật tình yêu 80/20 do Dương Lịch đóng chính mở điểm đầu ban, quá cao so với chất lượng. Bộ phim Định luật tình yêu 80/20 do Dương Lịch và Hứa Khải đóng chính mở điểm đầu ban nhưng gây nhiều tranh cãi. Sau 2 năm không có phim lên sóng, mới đây cả hai dự án phim của Dương Lịch là Cảm ơn bác sĩ và Định luật tình yêu 80/20 đều được chiếu. Nếu bộ phim về đề tài y khoa nhận được nhiều lời khen ngợi, thì dự án hợp tác cùng Hứa Khải của nàng Tiểu Hoa 85 lại chẳng mấy thành công, mang danh Định lưu lượng nhưng Dương Lịch lại bị loạt đàn em kém tiếng vượt mặt. Mới đây, bộ phim Định luật tình yêu 80/20 của Dương Lịch, Hứa Khải đã chính thức mở điểm đầu ban, phim được chấm 5,8 với 59.450 người tham gia đánh giá. Trong đó, số lượng 5 sao là 14%, 4 sao là 24%, 3 sao là 22,5%, 2 sao là 17% và 1 sao là 22,4%. Đây là điểm số khá thấp so với một bộ phim sở hữu 2 lưu lượng đình đám xe buýt. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng số điểm 5,8 vẫn còn rất cao so với chất lượng của Định luật tình yêu 80/20. Bộ phim này bị đánh giá là có cốt truyện cũ, nhằm chán khiến người xem cực kỳ khó chịu. Chưa dừng lại ở đó, nam nữ chính Hứa Khải, Dương Lịch diễn xuất dở tệ, ngoại hình chênh lệch và không có chemistry. 5.8 là thấy còn cao đó, với kịch bản cũ rích, thêm diễn xuất bất ổn của hai diễn viên chính như này, chấm 5 điểm là đủ rồi. Số điểm như này là cao hơn dự đoán rồi ấy, chứ bộ phim này xứng đáng dưới 5 với cái diễn xuất chạy ra làm sao của nữ chính, nam chính thì như mở mắt không nổi. AU thích Dương Lịch lắm nhưng mà phim này không có hay thiệt, được vai tầm đầu là bỏ luôn. Không nghĩ một diễn viên nào vào nghề lâu như Dương Lịch mà có thể diễn ra cái phim dở tới vậy. Nói thật, mong đợi bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu, trước giờ diễn xuất Dương Lịch chỉ vừa đủ coi, lâu lâu còn bị tệ. Hiện bộ phim Định luật tình yêu 80/20 của Dương Lịch Hứa Khải đang tạm dừng chiếu vì quốc tang của Trung Quốc. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.